Hello, Xuân Dũng mến chào toàn thể quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Xuân Dũng tin nóng từ dân thân mến. Và ngày hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2022. Được sự chia sẻ của chị Hà thì về cái hoàn cảnh của một người ở tại địa phương. Ở đây là thuộc xã ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hành Trung, huyện thị xã Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang quý vị. Thì chị Hà là cái người đưa thông tin về hoàn cảnh này cho Xuân Dũng, và sau khi xem những hình ảnh đó thì Xuân Dũng cảm thấy là rất là xót xa và cũng cảm động. Bởi vì lý do đó cho nên là Dũng đã vào liên hệ với chị Hà để vào thăm cái hoàn cảnh này. Đồng hành cùng với Dũng ngày hôm nay còn có Mr. Hải nữa. Xin chào tất cả quý vị khán giả thân thương của kênh YouTube nha. Chắc lẽ là quý vị thắc mắc gì, bởi vì tại sao mà lâu quá rồi Đại Hải này không phát trực tiếp trên kênh Facebook, thì cũng xong giấu gì quý vị khán giả. Thì thời gian gần đây anh Dũng bận đi công tác ở xa, Đại Hải thì mãi đi bán vé số cho nên không có được gặp quý vị khán giả thường xuyên. Hôm nay thì không có hẹn mà gặp, đúng là hữu duyên phải không quý vị khán giả. Thì ngày hôm nay cũng gặp ở đây, Đại Hải này cũng xin nói luôn. Hôm nay được Đại Hải và Xuân Dũng tới đây để quay trực tiếp kênh YouTube này. Mong rằng quý vị khán giả hãy ủng hộ nhé. Rồi ok, khoan đã chị Hà. Cho em hỏi luôn cái hoàn cảnh là như ở đây thì cụ thể là như thế nào, chị có thể nói sơ lược qua cho em có được không? Chú Tư này thì không có nhà. Đó, rồi không có vợ mà cũng không con luôn. Vâng, xin mời mọi người cùng đi vào trong kia để tìm hiểu nhé. Trời ơi, cái vết này mà cái vết này thấy nó siêu vèo quá trời vậy. Này không phải là nhà của đứa em út. Dạ. Đứa em út cũng chết rồi. Em út á ha. Đứa em út đã chết rồi, con vợ nó thì ra đi buôn bán nuôi hai đứa con. Dạ. Nuôi hai đứa con rồi bỏ đây thì bà già hồi đó chết, bữa nay là 2 năm. Rồi ở đây đây là cũng như chị em con cháu đều dòm ngó. Dạ hả? Đỉnh thôi. Với là sớm mấy chị em là cũng như là bà con nó sớm là dòm ngó giúp. Hôm nay nó giúp hả? Dạ. Cô ba, đây là cái nhà này là nhà của nhà em Út hả? Không có, nhà này thì nhà của ông già bà già. Còn nhà của em Út. Em Út cái đó. Còn mấy đứa đó là nhà cũng đứa em Út, bây giờ mẹ có chồng khác bỏ lại hai đứa con. Cha chết. Cha chết. Mẹ theo trai bỏ luôn. Còn nhà này nhà đó em Út mà Út Tay đã chết. Rồi con mẹ nó đi buôn bán nuôi hai đứa con, dẫn hai con đi buôn bán. Rồi bỏ đây nó ở tạm thời ở đây. Ở đây từ đó giờ. Còn anh Tư đây là nay là nhiêu tuổi rồi? Nay tuổi mẹ hôm nay 60, 61 vậy á. 61 hả? Dạ mà hồi đó giờ ở với bà già. Không đã chết luôn. Nhỏ lớn là không có vợ con gì luôn hả? Chưa có lập gia đình luôn hả? Có. Có vợ mà không có con. Dạ. Vợ chán bỏ ra đi. Dạ. Nay lâu rồi. Nay hai mấy năm rồi. Nay 28, 29 năm. Dạ. Giờ anh ở như vậy thì hàng ngày thì mọi sinh hoạt cơm nước là ai lo? Hai nhỏ nước là hai nhỏ này, nhiều khi tôi ở nhà tôi là lo. Hai đứa cháu ruột. Cháu ruột. Mà cháu ruột đó thì cha thì mất, mẹ thì đi lấy chồng khác rồi. Đúng rồi. Dạ. Vậy hai đứa đang ở với nhau, vậy hai đứa đó thì anh nuôi. Thì bà con cô bác rồi chúng xích lại mạnh cho giúp đỡ. Cũng vậy hả? Giúp đỡ cho. Hai đứa đó là lớn chưa con? Đứa học 12, đứa học lớp 7. Ồ giỏi vậy hả? Mà hai chị em hay là hai anh em? Hai chị em ruột từ nuôi với nhau vậy đó, rồi tự nuôi nhau lo nhau. Từ nuôi rồi còn lo cho người chú của mình đây nữa. Lo đây luôn. Ăn luôn chứ nói gì ăn. Dạ ha. Ăn gì ổng ăn lấy gì có. Ăn gì ai có gì thì cho nó giúp với nhau. Dạ. Gia đình giờ ai cũng khổ hết trơn. Dạ. Không ai đi ngoài đường cái ai cho. Nước mạnh ông đi người ta cho, người đem về đi tùm lum nè. Rồi bây giờ đi vào hỏi thăm thử. Chú Tư ơi. Lên ơi, cuốn mùng đi, cuốn lên. Cuốn mùng lên tới nhà cho con trò chuyện. Lên ơi, cuốn đứng mùng đâu. Ông bị giật ba cái ống xì, ống quét như vậy nè. Dạ. Một cái mùng đó. Cái mùng này nơi mới mua mà tết. Nhà bà này mua cho hai mua cho nè. Dạ. Quá chắc không có. Rồi. Tìm luôn luôn. Mùng qua tôi mua lớp sữa Út còn có miếng nè. Không mua khác. Không biết nha. Giờ con hỏi nè. Ê.
Ngồi dậy nè. Chú Tư ơi, ngồi dậy chú ơi. Về con hỏi chuyện cái nè. Ngồi dậy coi. Mà nói đâu. Đỡ đỡ chú dậy. Qua. Tôi có đỡ nổi đâu. Dám vô đó trong cái sào này đó. Đỡ lại đi cô. Không có sao. Chú Tư ơi, về nhà chú Tư. Ngồi dậy không nổi. Được chứ. Mẹ mình nóng như lửa vậy đó. Trời. Dạ, chú ngồi xoay quanh đi để cho con ngồi xoay quanh. Xoay cái mặt qua đây nè. Xoay xoay ngồi tí nữa chú, bỏ chân xuống cái này luôn được không? Hả? Chú ngồi xoay qua một tí nữa để con mới coi được cái chỗ vết thương của chú. Dạ. Rồi. Rồi chú đừng có, chú bỏ cái chân này xuống, bỏ cái tay này xuống, bỏ cái chân kia lên. Không, chú bỏ cái chân này xuống này, bỏ cái chân này xuống nè. Rồi. Rồi, rồi. Ngồi xuống chứ. Rồi, rồi ok. Trời ơi, một vết thương. Trời ơi, một cái cục bướu ở đây hả? Nó xì luôn hả? À. Con ba đầu đó thì con mua trong bộ rồi mới. Mẹ con mua trong 4 bộ trong nhấp một cầu đâu cũng trọng á. Cái này nó bể mà nó xì nó dính mà sát là anh Dũng. Dễ hả? Nó bể máu bể nó à, cái đó nó bục cái mụn đó nó bục ra nó xì máu ra đấy hả? Rồi. Rồi tắm cái mụn nữa cả, dính đâu có mụn rồi. Rồi không lấy gì mà vệ sinh cho chú hả? Ai vệ sinh? Để cái gì đó chùi vệ sinh cho. Bỏ mua khác còn nó không nhà mặt. Không, mùng là mùng có người cho rồi. Mùng có người cho rồi. Trời ơi, một chú Tư ơi. Chú tên là gì chú? Chú tên là gì? Chú nói được không? Nói chuyện được không? Đau quá hả? Đau quá nói không được hả? Ông tên Tư Liên. Dạ. Nay chú nhiêu tuổi? 38. 48. Mèo bữa nay là 60 61 rồi. Đó hả? Quý mèo. Quý mèo đó. Em về giờ nó phải đó không? Ừ. Mèo mèo 60 tuổi chẳng đó. Đâu có lý nào không chắc đâu nó ngốc vậy. 60 tuổi chẳng đó. Ăn cháu đi học về đó hả? Còn chị nữa chị đang thấy. Em mở cửa mà còn thuốc ăn nữa đâu không chắc. Trời ơi chú người còn có chắc cũng được còn mấy chục ký à? Ha. Chú ăn uống gì được không? Hả? Ăn chút xíu vậy hả? Ở cửa đó. Nó quân binh hồi đó. Dạ. Đi nghỉ vụ quân binh nó bị miền đồ đánh giặt ngoài bên biên giới đó. Dạ. Rồi thằng ra bị thương cái bà già ông già giàu quá. Rồi nuôi cũng được cái mình tốn mà ngủ chở đi về đây người ta không cấp giấy tờ giúp. Đó dạ. Là người thương binh đó. Dạ. Đó là tay chân đó. Đâu chú bị thương chỗ nào đâu? Bị thương ở đó đâu? Bị thương tay bên tay chân mày bị thương ở đó đâu? Đưa cho chú coi. Hồi đó đi nghĩa vụ tay tay chân bị thương ở bên Campuchia. Campuchia đó. Bị thương đó ông về rồi cắt tàu ra. Rồi vợ bỏ về đi ăn nhậu về chứ cho ấy là đóng là giờ ngon là đánh chứ bộ. Quên lãnh tiền rồi đó. Cứ không quay giấc. Giấy tờ mà thương quá chứ phải ít hả? À, vâng thưa các nhà thưa quý vị à, trước màn hình quý vị đây đó là chú Tư Liên à, năm nay hơn 60 tuổi à, chú không vợ không con không nhà không nhà cửa ba mẹ thì mất rồi à, hiện tại giờ chú đang ở ké nhà của một người em mà người em này thì cũng đã mất à, người em cũng đã mất rồi chú đang ở ké ở đây và ké nghe cái máy hiên đó quý vị. À, cái máy hiên mà dùng thấy cái chỗ mà máy hiên này yeah. Ở đây là không đèn không điền không đuốc gì mọi cái đều được sự giúp đỡ của bà con hàng xóm như là cái mùng màn chăn chiếu thì cơm nước thì cũng được bà con giúp đỡ thông qua hai đứa cháu để hai đứa cháu nó nuôi yeah. Bây giờ ví dụ như con cho chú tiền để chú đi bệnh viện chú có đi không đi không yeah. Rồi ai sẽ là người đưa chú đi ai là người nuôi chú có không? Có người nuôi không? Có hả? Có người nuôi. Giờ bây giờ là ví dụ nha, trong gia đình không có điều kiện để mà đưa chú đi bệnh viện thì cộng đồng với xã hội giúp. Mà nếu mà giúp rồi mà trong gia đình mà thì cộng đồng với xã hội các mạnh thường quân nhà hảo tâm thì bỏ tiền thì gia đình phải bỏ công.
đúng không? Bỏ con để đi nuôi chú chứ. Dạ, thì ai đó tùy sắp xếp à. Bây giờ ít nhất gì là cũng phải là đưa chú đi bệnh viện để khám thử coi cái bướu đó là như thế nào. Sau đó rồi có thuốc men thế nào đó chứ, để chú sống kiểu đến đâu hay đến đó như vậy thì cũng cũng tồi quá nè, đúng không? Nha. Nó giải trời ơi, cái chỗ vết thương của chú đây giờ nó bục ra rồi, cái bướu này nè, nó bục ra vậy. Vậy là bây giờ con hỗ trợ tiền cho chú thì chú đi bệnh viện ha, đi khám ha. Ra ngoài ở đây mình ra bệnh viên cái lầy nè, trước nè, chú có bảo hiểm không? Không có bảo hiểm, anh có giấy chạy không? Là giấy chứng minh cũ hồi xưa chứ chưa có làm được chứ, chứng minh kia nữa. Đi rồi làm được. Bây giờ ông này đi ra là còn là xài tư dân không, chứ không còn cái thằng không. Còn là đi tiền lương không đó. Là nước thương, không cho gì. Không chưa có cho cái gì đâu. Tại ông bệnh đâu đi làm. Chú bị như vậy là, nằm như vậy là lâu chưa? Bị tức là từ khi cái bướu phát. À, nói nở cái bướu á, bị rất lâu rồi. Được mới đầu nhỏ mới nằm nay tuần yeah. Mà nằm nay không ăn uống nó gần một tuần rồi à, nằm là một không ăn uống một tuần nữa ha. Ờ, nhiều khi chị ba đói quá tôi bới cơm yeah. À, hỏi ăn mì tôm hay ăn cơm miếng mì tôm thì tôi nấu nước đổ qua yeah. Mấy đứa cháu không có nhà tôi đổ qua thôi, chị cho tôi viên thuốc uống cho đỡ đau yeah. Mà trước đây thì chú vẫn còn ăn uống khỏe mạnh, cũng đi lại bình thường không có gì hết. Vậy từ có biết là vì sao mà một tuần trở lại đây là chú không ăn uống được mà không đi lại được không, cô biết không? Bị cái đó thì đâu hỏi à, do bị cái bướu đó nó bục lên hả? À, bục lên nó xì ra. Nhức quá rồi không giấu gì, tôi mua bơ đơn thuốc giảm đau dạ. Là tôi cho uống đỡ, cho tôi đâu biết thuốc gì đâu cho uống dạ. Nhiều khi mua giấu người ta chứ đâu dám nói đâu à. Cái này người ta không bán. Dạ, mua Panadol cho uống thôi hả? Ờ, với mua dạ. Cộng thuốc mà chống ấy này kia gì đó. Dạ. Rồi cộng kháng viêm đồ đó. Dạ. Cộng thuốc hợp vậy. Vậy thì đó, gia đình có thứ là như con nói lúc nãy, gia đình không có kinh phí để đưa chú đi bệnh viện thì à. Con sẽ hỗ trợ. Nhưng mà ai là cái người để đưa chú đi, ai là cái người để mà nuôi chú, chăm sóc chú? Đó. Bây giờ cứ cho tiền đi rồi ta nên lo trả đi cái khác đi. Chú Tư Liên à, chú ăn bún ăn phở gì được không? Không nổi hả? Uống sữa không hả? Dạ. Có nhiêu bao nhiêu ha? Trời ơi, cái vết thương của chú để cho nó nhiều, nó chảy mủ ra nè. Con nghĩ được thì bây giờ là mình phải đưa đi nhập viện bây giờ. Phải đưa trong ngày hôm nay mới được. Cho nên là với trời ơi, cái này là vết thương để lâu là nó nhiễm trùng á. Dạ, để lâu nó nhiễm trùng. Tôi thấy chú gạt đi, thấy chú bạn dữ lắm. Mà tôi đi tìm số chú, tôi điện nhờ chú một tờ mà tôi không biết số. Số khi nào nó chẳng chạy trên màn hình? Dạ hả? Cô coi số khi nào cũng nằm trên màn hình hết chứ. Thằng trai dốt quá, tôi thấy hàng cứu bệnh như vậy nè, dữ dằn lắm mà tôi tìm cái số chú mà tìm không được luôn. Em thấy quần giáo còn đâu ta? Đặng hai mẹ ô đồn đúng không? Dẫn đi sớm nè. Nằm đi rồi thay. Thì con khỏe hơn chứ, còn bây giờ cũng chưa biết là bệnh của chú là chưa đến nỗi nào. Bây giờ coi cái do thứ nhất là do chú không có thuốc uống thì nó hình nó đau quá. Rồi nó bị bục cái bướu đó ra. Hai nữa là không có ăn uống gì được nên nó mất sức thôi. Có người chúng ta ăn vậy chứ. Mình đang khỏe vậy mà mình ăn uống gì được thì mất sức thôi, có gì đâu. Dạ, quý vị, thực ra thì chú thì không vợ không con, cha mẹ thì mất rồi, nhưng đang ở đây là nhà của người em ruột, nhưng mà người em ruột cũng mất luôn.
Em ruột con mất, còn em dâu thì đi lấy chồng rồi. Ừ. Giờ còn là hai đứa cháu. Giờ ở cùng với hai đứa cháu đang học, đang còn nhỏ, đang học. Cho nên là đôi khi sức khỏe của chú nó không được chăm sóc đến nơi đến chốn. Con đi học về đó hả con? Đi học về rồi hả? À, rồi con ở bên đây hả? Dạ. Rồi đó chú coi cái góc ở của hai đứa nè. Nhớ hả? Dạ. Giờ là hai chị em đang ở đây. Dạ. Con tên là gì? Năm nay học là lớp Thanh Trường, học lớp 7. Con tên gì? Trần Thanh Trường. Trần Thanh Trường học lớp 7 hả? Dạ. Học ở trường nào? Dạ trường Trung học cơ sở Mỹ Hạnh Trung ở đây. À Mỹ Hạnh Trung ha. Dạ. Trung học cơ sở Mỹ Hạnh Trung. Rồi. Vậy là cha con là mất lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi, có năm trước rồi. Hai năm rồi. 2 năm rồi hả? Dạ. À cha mất rồi. Rồi con mẹ. Mẹ con đi lấy chồng ở trên Sóc Trăng à. Ồ vậy hả? Giờ là con ở đây với ai? Dạ con đây ở đây với chị. Chị hai hả? Chị ba. Chị ba. Ủa vậy con thứ hai nữa hả? Mẹ ở đây. Ồ vậy hả? Có chị hai là đi với mẹ. Dạ. Là còn thứ ba với con là Út hả? Dạ. Là hai chị em ở với nhau đây. Dạ. Rồi hàng ngày thì cơm nước về tiền học phí học hành là ai lo? Dạ, nên tiền đi học thì chị con lo, cơm nước con ở nhà con làm. Cơm nước con làm, chị con lo là chị con chị nào? Dạ con. Chị ba hả? Dạ. Chị ba lấy tiền đâu mà lo mà tiền bạc? Con không biết. Chắc là có mẹ hay đôi khi mẹ có gửi về không? Không đúng rồi. Mẹ đặc biệt luôn, ta đóng góp ta cho. Ở địa phương vậy hả? Mẹ đặc biệt là không. Rồi hàng ngày là con ở nhà là con tự nấu cơm nước. Dạ. Đồ ăn là chị con tự làm. Chị đồ ăn là chị làm, con ở nhà phụ chị vậy hả? Dạ. Rồi bác của con bên thì cơm nước thì ai lo? Dạ, với cậu ăn cơm thì kêu thì cũng bớt. Sao mà cậu? Hãy kêu bằng cậu. À cậu tư á. Nó kêu bằng cậu hả? Anh này gì ba? Đó cậu tư. À rồi. Em Út là chết. Em Út là chết. Ba thằng này chết luôn. Rồi. Nhưng vậy là về ba nó là rể chứ. Ba nó ở rể. À rồi ba nó là rể. Nhà đó là em Út là khác nữa, em Út là cậu nó chết. À cậu nó chết. Cậu thứ Út. Này là em gái Út. Rồi. Cái kia em tay Út. Rồi nó hiểu rồi. Dạ ha. Rồi cảm ơn con ha. Rồi gõ quá ta. Ê chú xót quá quý vị ơi. Cái tội nghiệp quá, giờ nằm nó chờ cái gì tới thì tới thôi quý vị ạ. Hai tôi tìm chú được sớm là không đến đó. Đây. Đói lắm rồi. Không ăn uống gì. Chết bệnh luôn. Từ từ ha. Hồ quá, nó để nó xì mà. Gom đốt mẹ, quẹt không, đốt mẹ đi, đốt gom đốt đi trời ơi, lấy vệ sinh chịu khó để cho mấy chúng này xong xuôi đó. Con từ từ. Rồi áo quét để bộ nguyên. À. Chú Tư ơi, vậy người con trang hỗ tiền hỗ trợ cho chú nè. Ngồi vậy mà em cho tiền kìa, hỗ trợ nè. Chịu khó ngồi vậy con trang hỗ tiền cho chú. Ngồi vậy. Ngồi vậy. Ngồi vậy đi, ráng ngồi vậy đi. Từ từ mà vậy giống gớm đất rồi. Lỡ rồi nè. Từ từ. Trời, không có gì lâu cho chú luôn nè. Không có cái gì để la mà vẽ không. Trời. Đó lấy mấy cái áo nó lau lại đi đó, mấy áo đó đó. Tanh quá à, nó dơ lắm rồi. Mấy áo mới được không? Mấy áo đó mới không đó. Từ lau đi, lau một cái đi. Lau mà chịch. Có thằng giấy này đó, thằng giấy từng biết rồi. Trời cái ly đó sợ ấy đó. Uống còn đi trồng thêm mới nữa. Không được. Được không? Lấy ống hút về có đâu hút.
Mục nó dập xong rồi không, cái sữa Milo nó màu cái gì? Dạ, cái sữa Milo màu vậy chứ. Do cái sữa Milo chứ không phải đâu. Không, nãy là uống sữa Milo. Sữa này mới uống kiềm bệnh nè. Ấy kiềm đói nè. À, chú Tư nè, hôm nay con vô đây ha. Dạ, con vô thì con khảo sát cái hoàn cảnh của chú thì con sẽ hỗ trợ cho chú một cái tiền để chú đi bệnh viện ha. Ồ, chú lại sọc mũi ra nữa kìa. Kéo chú đi. Đầu tiên là con gửi cho chú là 10 kg gạo. Dạ, cô từ từ con, chị từ từ cho em nói chuyện đó. Dạ, đầu tiên là con gửi cho chú là 10 kg gạo của em Thế Bảo vừa gào ở ngoài cây lầy. 10 kg gạo ha. Rồi chị thu cây xăng ở ngoài cây lầy là hỗ trợ cho chú một thùng mì cháo thịt bằm, mì cháo à, cháo thịt bằm với 2 chai nước tương. Chị Lan, đó là về tiền, về cái hiện vật ha. Còn về tiền nè, tiền thì sẽ hỗ trợ cho chú là trước khi vào đây con có đăng lên trên Facebook á, thì được một số cô chú mạnh thường quân hỗ trợ cho chú như sau. Được được 2,1 triệu. Theo thứ tự như sau. Đầu tiên là của chị Lan ở quận Phú Nhuận, chị Thanh Lan ở quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh là 200.000 đồng. Rồi con gửi chú. Dạ. Rồi đầu tiên là của chị Lan ha, ở quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh 200.000 đồng. Như Hiếu là em gái ruột của con ở Quảng Bình hỗ trợ cho chú 500.000 đồng. 500.000 đồng. Rồi đây chú 500 ha. Dạ, cảm ơn. Dạ, rồi chị Lê Tâm là ở Kiến Tường, ở Bình Hiệp, Kiến Tường Long An 200.000 đồng. Dạ rồi, con gửi chú. Rồi cảm ơn chị Lê Tâm nha. Rồi tiếp theo nữa là của bạn Xuân Thu, Võ Xuân Thu ở Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh 200.000 đồng. Rồi con gửi chú. Rồi cảm ơn bạn Thu. Và người cuối cùng đó là cô Thanh Loan. Cô Thanh Loan ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh là hỗ trợ cho chú là 1 triệu đồng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi 1 triệu đồng. Rồi như vậy thì hiện tại bây giờ là phần quà và tiền mặt của chú là, tiền mặt là được 2,1 triệu. Và phần quà ở đây nữa chú ha, gào với mấy đây. Rồi đó là tạm thời là trước mắt là con hỗ trợ cho chú như vậy. Còn nếu như gia đình mà có người đưa chú đi bệnh viện và ấy và sắp xếp được để mà đưa chú đi bệnh viện thì Xuân Dũng sẽ hỗ trợ thêm 3 triệu đồng nữa. 3 triệu đồng nữa, nhưng mà phải có người đưa đi mới được. Chứ còn bây giờ chú nằm ở đây thì làm gì, chú cần gì nhiều tiền phải không? Bây giờ đưa đi hả? Chị Lãnh đưa đi thì Xuân Dũng hỗ trợ. Bây giờ đưa đi, cứ ra ngoài bệnh viện, cứ khi đưa ra tới bệnh viện em tới đó em đưa thêm 3 triệu nữa. Rồi. Xác đi. Dạ thì bao nhiêu giờ cũng được, cứ ra đó điện. À, tại vì nếu như chú nằm ở đây thì chú đâu có tốn tiền gì đâu. Cũng không xì xài nhiều, khi nào đi bệnh viện nó mới cần xài tiền. Đúng không? Thì với số tiền 2 triệu 1 đây với 3 triệu đồng nữa là 5 triệu thì tạm thời trước mắt là chú nhập viện ok rồi. Để khám bệnh với để cho bác sĩ có ý hướng rồi. Dạ, nhà bác tiếp đi đưa đi chứ nó xì vậy sao mà nằm chịu nổi. Đó thì mới được nghe chị Hà là mới đưa cho thông tin vào sáng nay thôi. Đó, tầm trưa nay thôi. Chị mới chụp hình đưa trưa nay thì chiều nay con vô rồi. Tại vì em thấy cái với chú là phải cấp bách. Thì với con là cấp bách như vậy thì với người thân trong gia đình thì nên là cấp bách hơn nữa. Rồi, rồi sắp xếp đó tùy. Người thân trong gia đình là quyết định sắp xếp nha. Khoan á, rồi từ từ khoan á, để cứ như vậy. Bây giờ chút nữa là chị em ngồi bàn với nhau. Nè. Rồi chú ha. Bây giờ á là chú coi đó. Rồi ai mà để mà chăm sóc chú, nuôi chú, để mà đưa chú đến bệnh viện thì chú gửi tiền để người đó lo sắp xếp cho chú để mà đưa chú nhập viện nha, nuôi chú nha. Dạ. Nha chú ha. Còn cái mẹ phụ nào gom đồ đó quá nè. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe. Cố gắng nha chú. Cố gắng điều trị nha. Dạ. Thương quá quý vị, giờ chú nói không có được luôn. À vì cái bướu ở cổ nó rất là to. Vâng thưa cả nhà, thưa quý vị, tại vì một lần mà Dũng đi đến đây cũng khá xa mà đôi khi là mấy ngày tới á
có thể là Dũng còn phải đi nhiều nơi, đến thăm nhiều hoàn cảnh nữa. Cho nên là Dũng quyết định quay trở lại và hỗ trợ thêm 2 triệu nữa. Hỗ trợ thêm 2 triệu nữa để cho gia đình yên tâm đưa chú nhập viện. Rồi, dạ. Dạ chú, chú nè. Lúc nãy thì con hỗ trợ cho chú. Nãy con hỗ trợ cho chú là 2 triệu mốt rồi đó chú ha. Dạ, nay con gửi cho, bây giờ con thấy là chú cần phải đi bệnh viện gấp. Mà đôi khi là trong nhà mà cần gấp á, thì đôi khi điện con sợ con đang đi đâu đó con về không kịp, cho nên thôi bây giờ con gửi thêm cho chú 2 triệu nữa nha. Dạ, 2 triệu đồng. Rồi. 1 triệu đồng này là của cô Hồng Liên. Dạ, Hồng Liên ở Hoa Kỳ gửi cho chú 1 triệu nữa. Dạ. Cô có gửi cho con quỹ thì con trích ra thêm 1 triệu để hỗ trợ thêm cho chú. Dạ. Rồi, còn ở đây nữa là 1 triệu nữa chú. 1 triệu này là của cô Lan cũng ở Hoa Kỳ luôn nha. Dạ, cô Lan ở Hoa Kỳ hỗ trợ cho chú thêm luôn. Rồi, dạ. Rồi nó cảm ơn đi. Rồi nếu như mà mấy hôm nữa mà có mình thường quân nào hỗ trợ cho chú thì con sẽ tiếp nhận, rồi con sẽ đến quay trao cho chú và có video công khai rõ ràng chú nha. Rồi, cũng mong gia đình nhanh chóng đưa chú đi bệnh viện. Dạ. Sắp xếp sáng đưa đi. Dạ, lấy sáng đi. Lấy sáng đi thì giờ tốn mà. Dạ, lấy cái cồn á, mua cái chai cồn á, xịt lên chỗ này nè. Dạ, xịt lên chỗ đó kẻ này, nó hôi tanh. À, dạ vâng thưa quý vị, một lần nữa Dũng xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, nhà hảo tâm mà đã hỗ trợ kịp thời trước mắt cho chú để chú có tiền, có kinh phí để đi nhập viện. Và Dũng chân thành kêu gọi quý vị khán giả cũng chung tay cùng với Xuân Dũng để giúp đỡ cho chú cứu vớt một con người đáng thương và tội nghiệp này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Vầng từ bi con đã quay về, tâm con chỉ thành hương hoa khấn nguyện, nguyện cùng mười phương tam thế nhân gian bình an, trầm hương tỏa khắp mười.